Hai, xin chào mọi người nha. Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Nguyễn Khải nha. Thì bạn cũng biết là do tình dịch bệnh khá là lâu thì mình không đi đâu được. Thì bây giờ thì mình của mình nó đỡ rồi, ổn rồi. Hết giãn cách rồi, nay mình cũng được Hello bạn nha. Sức chuồng các bạn. Nên tụi mình có một đoạn của chiến nhỏ nhỏ để mà đi xả chết và cũng là bị chết quá. Nên anh em tụ họp là đi vô trong tình viên chi tôn có gì ăn uống là tham quan thôi nè. Chụp hình các tiểu cất ơ gì đó thôi giờ. Mình sẽ tranh thủ sáng anh em chuẩn bị hết trơn, giờ chuẩn bị đi xuống dưới kia ăn sáng rồi đi vô kia chơi rồi để cái chiều mình dài thôi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu theo chân anh em mình đi theo quan thôi. Rồi cho tôi mà anh Cảnh nói vậy tôi không chịu đó. Cho mộn chứ mấy sang nhượng. Đi găng luôn, đi găng bổ mắt luôn. Làm gì còn thủ gì. Nhậu á. Nhậu á. Nhậu nè, đi hàng nè, đi hàng. Đi hàng độ, ký hàng độ của anh Tấn nè các bạn. Đó, ký hàng độ anh Tấn rồi. Mời bạn nha, mời bạn sáng. Mời bạn. Có thì đói rồi. Ghé quần không? Cái béo nè. Bánh chuối nè. Cái gì đồ đi mày ơi, mày uống cái đường tao quá đi. Ở nước suối nữa. Chạy đường hết đi chú ơi. Nè, che đủ chưa? Ngồi chưa? Đứng đèn chú ơi. Chạy đường hết. Chạy đường mình ra tù, mình trả tiền đi. Thôi, thời gian mà. Thời gian nhập mình đó kìa. Đây là đặc nhiệm FBI rồi chú. Ai mang túi con tử là giàu á. Nhiều gì con? Ủa vậy ai cho con? Đừng nói tính trên. Vậy rồi, tính rồi cô ơi. Dạ. Nhiều con? Ừ, cho tao thối đi. Cô ơi. Cô. Nhãn bản, nhãn bản. Ê, xe này có mấy bản phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng nhãn bản rồi.
cứ nhát cái đầu luôn. Chạy con gói. Bây giờ mình tới tới đây mình ăn gà đốt. Xong rồi cái mình vô bên kia mình ghé cái chỗ mà hôm bữa mình chụp hình kiếm hiệp để bạn coi. Giờ mình vô đây nghỉ ngơi, nghỉ mệt xong rồi chứ mình chạy bên kia bạn. Trời trời mát nó dùm nắng. Đến nơi các bạn, cái đầu mình nó gói hơn cục tình mình á. Cái nấm cây vậy. Anh cái gì à? Cái nấm. Anh em ơi. Trời cao. Đâu rồi, nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi uống nước. Uống này chạy sữa uống đây. Rồi lấy anh hai gà đốt đi. Giờ anh có 208 hay 320 hình. 208. Đây bò đang làm gì em? Dạ bò đốt. Rồi chắc ăn bò đốt đi. Dạ bò đi. Có ăn cơm không anh? Hai với cơm. Đúng không? Nói rồi chị hả? Nhét rồi. Đúng rồi. Lấy hai trái xài đi. Hai trái thì nhiêu con? 10.000 con, hai trái con. Hai trái. Hai trái. Có lẽ nè, thằng có lẽ nè, đi trả cho con đi. Trả cho con. Cái gì? Cái gì? À, tiếp viên tiên tướng bé như trời. Bén người kia dao vậy. Đất cho một đất. Mở tả đi cười. Nữ cho một thao. Mặt gì cho một đống rồi. Mặt cho một đống, mặt chầm dầm. Mặt cầu ụ. Lùng cho một khúc. Lùng thì cho một khúc. Được cặp đây để đây nè. 1, 2, 3, vô. Được biết sao để 2, 3, sau những ngày dịch giả mình sẽ xả chết nha các bạn. Nghe dịch giặt. Sao những ngày dịch giặt đúng rồi. Đúng rồi, nó giặt mình. Nó giặt nó cưới pha ngày nào đâu. Giờ không, giờ không dính nợ đó không nãy đâu. Dính rồi. Đây, sạch cho. Sạch, sạch nha. Sạch. Ở đất thôi. Thử, thơm thúi. Túi ông lộn đi. Chạy nói sao cái này với về với mình mẩy nha. Vô đường nó dằn cái ngựa nó. Mình món này. Bữa này mình dám nghiêng nữa. Nó thấy hôi vậy. Hôi vậy. Ô, xài bù. Ở nhà đâu có xài ăn mấy ngày. Cảm ơn chú. Rồi con Sơn đẩy cái đó xuống dưới. Nhờ đây có sức chụp hình nha. Bộ nhớ tới trăm mấy chục ghi lần hai cục pin. Hai cục pin. Hết pin luôn. Bò đốt phải không? Bò nướng. Sao kêu bò đốt? Rồi để bên cảnh chứ đi nè, cảnh. Để bên cảnh đi. Cảnh chứ đi, không, mình sao đi. Bên mình sao đi, bên mình có 3 ảnh cháu 4 rồi. Cái gà trong làng cắt gà. Bởi vì rồi má tôi với một tí tôi rồi má bạn học chung lớp. Ui ui gà ngon quá. Ngồi xuống giữa rồi má ăn hai bà. Có gấp được hai bà. Ôi trời, xin cây kéo cái này. Cây kéo nè. Nó đốt gì hơn gà, sợi gà như kiểu như là. Gà đốt này là đưa vô đốt phải không ạ? Đưa vô chiên. Gà này chiên mà, đâu có đốt chiên đâu. Chiên á. Ừ. Tại mà đốt lửa mới nó chiên được. Trời ơi, Hương Giấy ơi. Anh em nè, anh em nào ăn cơm, anh em múc cho. Hương Giấy khác đi, kêu Hương Giấy khác đi, để bên đây hủ nó được rồi. Anh em nào ăn cơm, anh em múc cho. Nó hết nổi rồi. Anh em cơm không? Thôi, làm đấy là ăn con mì đi còn ứa ăn cơm. Ăn cơm nha. Bà ăn cơm nha. Cho con hủ cái giấy chú. Tôi hủ tiếu ăn dữ nha. Hủ tiếu đồ bạn à, cái này tôi ăn dữ lắm. Mời bạn nè. Ăn đi tí. Thử đây đi coi, lần này ăn đầu tiên, các bạn, có đang rồi, mời chú ăn. Rồi, cảm ơn chú. Ngon, yên. Hãy đổi cái đầu. Anh cảnh nghe gì nè, anh cảnh thử bạn nha. Mau. Miếng bò. Để cho ngồi đi cấp. Đây. Ăn bò đây.
mới lại miếng cơm nha. Thằng ở đang tán hủ tiếu cha, hủ tiếu ăn cái đủ hay không đủ giảm miệng mình lại đi. Cũng xe bự bự không đó. Cũng xe nào nhỏ được đâu. Mời các bạn nha. Tại quên mời. Bữa nay anh cài xíu thịt, thịt bò. Tớ nữa. Cài dắt điếc, cài dắt điếc. Con gà kia đâu rồi? Con gà kia cắt rồi, em một bánh để cho ăn bánh. Hát rồi, cũng treo bên đây cho treo. Ờ, mày ăn hai bên đi cho nó đều. Nó gần hơn nè. Chia ra ba gửi mà, bảy người. Tao ở trên giữa, tao ăn hai bên mà. Ừ. Chồng bị đánh cái chín đấy con. Ê, ăn thịt ngỗng nướng không? Đâu, nướng ngỗng này nó nướng nó ngọt rồi. Để gần không nướng thôi, còn lại cái cục gì nè, cục đạp á. Còn cái bàn đạp, cái xe đạp á. Nướng là chắc sâu dữ ta. Lúc đầu cái tóc vậy tí. Ừ, nước đó xét ra bốn, nó bổ. Cà phê sữa đó ông nội, cái lô đó. Không, trà sữa truyền thống của Mỹ Sơn. Vậy có tắp pin nữa kìa. Tao biết. Trốn vào mài nữa đó. Mấy cây gì đó gầu nhúc cái gì mà xong. Nhúc, gầu nhúc. Xong nốt ghê. Trời ơi. Mời bạn nha. Rồi rồi Văn Minh rồi chưa? Rồi gái trang ngồi đợi. Cái lâu lắm mà. Đây mày. Bạn bạn cho bạn coi đây nè. Có hiểu bạn không? Có hiểu không? Tại bữa hổm nó nói cái gì á. Xong lựa dép lậu quay hậu lắm rồi. Đi đi em. Còn cái lát luôn. Nó nguyên thằng bò hàng giả. Các bạn nào có trường học nào đó nhớ cho tụi bé vô học mấy bạn. Cấp 2 được nha. Lâu quá mình mới mang quay hậu lên mấy bạn rồi. Mà biết chấp. Ba đã ăn mang cũng không ai nói gì. Sau này mà còn mang dài dài mà. Mang trước đi nữa, sau này khỏi bỡ ngỡ. Đi chân trả cho giá có một mấy mì hết biết nhau. Trả biết cái bắt bằng bắt tiêu luôn. Em đi sắm rồi nè. Ở chẳng có thang à, có mấy cục thang quẹt cái có lại. Ở gọi nó cất lần á. Anh ơi. Ê, cái đầu trắng trắng chắc hai mặt. Nhiêu gì á? 1 triệu của mấy năm. Có mặt á. Nói nhắn với mày với lại có quậy hậu đi giọng mặt người vậy. Cái mai nó học về nhậu đi đường phố. Giấc thôi chồng. Dạ dạ. Bạn về anh dạ. Về trước nha. Ok, anh em về trước nha. Về trước đi. Có con quán gì không? Gớt đầu tí. Gớt cái nát. Mày đi gớt cái kiến nha. Bắt cái kiến là bể đầu. Bắt cái kiến là bể đầu. Đi ra xe thôi. Còn vô tịch làm gì kìa. Rồi để cái nông vô trước đi em phải quên á. Làm chút xíu tôi chụp cho quay, tôi khoái chụp hình lắm. Để thẳng luôn đi. Đâu tôi béo cháy không? Chạy nữa gì không? Ăn kẹo không vậy? Cục đi. Ấy á. Cái quay nóng quá. Cái gì vậy? Cái okay, cái nóng ngay. Cái này tôi. Cái này tôi đưa mạng, dũng như nhanh, dễ tập tập. Ờ, cái nấm này nè, cái bằng cha. Cái này cũng tốt hơn. Đi suối vàng chơi các bạn ơi. Chào quá ơi. Ta đang chơi đi với chị Tôn mà.
anh sắn vô cái ổ gà bự cho bá dập giấy thở cái rồi đó không có nói bạn là dẫn bạn đi xuống đây mà nhưng mà tới giờ hát nửa năm mấy lộn tới luôn nửa năm đúng rồi nửa năm luôn đó không ở đây luôn ở đây là suối vàng ha ở đây là củ tiền củ tiền hả suối vàng nhưng mà có thấy suối màu vàng đâu suối màu đen xây đây con suối đen mọi ơi hôm nay có tao là mỡ đây ở đây tao là mỡ đây là nước suối có vàng hả tao cũng chưa biết tao là đây hết lần tao chưa biết đường xuống suối vàng ở lâu quá sao mà tao đi nhanh nhớ là chớ tôi không uống nước luôn á trời cappuccino trà lấy chi đi trà lấy chi có chậu ớt cút kìa nhẽ uống kìa ổ rồi trà thảo mộc ăn sơn rồi sổ thế nào trà bắt củ sao sao trà rồi bắt củ trần tường gì đó để gì nè này trà nóng à, rồi, trà nóng hả dạ. Em nóng mới lạc lắm em một trà đào đi anh hết trà đào rồi hả đâu đâu có lèo vừa với cháo trắng hết luôn kìa sắn lên nha thôi béo mà nằm xuống béo ngang xuống luôn đây mấy người chết đẹp hơn đẹp hơn không sao mà đẹp trai mà nói chuyện cái gì với trời cái này mình bị bệnh xong cái gai á rồi cái gì tôi báo cái này không phải về quỳ lên tôi báo quỳ lên ngồi đầm đạo á uống trà quỳ lên đầm đạo uống trà béo đó ai tôi báo tháo nó vậy ra kìa nghe nghe cầm dép giùm tôi báo kìa rồi quỳ lên đây kiếm thêm người lên quỳ nữa hai người đầm đạo tại tao thì thở tao phải không dạ cầm nha cầm nha dạ mấy cái màn đó là gái thì chụp có đúng không đúng rồi vậy đó đây cười lên nha cười lên ạ hai hai ba ok các bạn đẹp lắm mấy bạn đẹp mấy bạn đi ăn sơn trà quán tới suối vàng các bạn anh em mình tới suối vàng rồi cái này là vô đây chỉ là uống nước tôm phụ thôi chính lắc thì đóng tượng anh thay đồ bảy bộ nhớ nữa bảy bộ nhớ luôn sơn đi thay đồ các bạn nghĩ thay đồ không đi thay luôn đi thay luôn đi đội đồ thay đi tí thay đồ luôn đấy mà đồ bao công đấy đi thay hết chứ đi thay đi anh Hải luôn đi anh đứng chụp thay dữ đi anh thay lại chụp anh cảnh chụp không không anh quay cho mấy con thay đi có đồ bé mặt mấy cũng với mặt sợ luôn mấy đứa ơi quá lộn chổng luôn gì trời anh thằng tụi bé có bất cười tụi bé có bất cười ghê dạ tụi bé có bất cười ai trời thôi đừng dở cả cái đồ dở lát đồ dở gì ông nội gách đồ dở tay gách đồ hôm nay cái của ông kìa kìa đó miễn lấy trời ơi cái bụng mở ra trời luôn trời bé sưng á còn bé sưng á mới ghê theo ta cái này đi bói vô nè tâm hoàng nhá nhìn nghĩa không thầy bói ba bốn thằng đứng đây bốn đứng đây tôi đeo cái kính là thấy sai rồi đúng rồi đó mày thầy bói đúng đeo kính là đúng thôi gọi kính đi bói ra đứng thành gì nè ừ đứng ra đứng đúng rồi đúng rồi đứng sau coi nữa đứng sau lên đi cái này cái sai lên này lắm để tay lên tôi nói đi
Tương sao tương sao luôn. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bình lột thềm là ok đó. Cho anh tắm đứng luôn nha. À, Phú ông thả tim ai. Ôi trời ơi, mấy con ông chó này. Con chó, con chó. Lợi 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 mày. Cái đẩy rồi đi. Bây giờ có Thành đang đáp được rồi đó. Ờ, đang đáp. Ai rồi về tới cảnh cho Thai đi, đưa anh thử. Anh Thai đâu? Anh Thai à? Không Thai đâu, quay cho. Cho Thành quay nè, cái đờn kìa. Cái đờn tắm đờn đi. Đâu có đờn nữa hả? Đó, vô ngồi đờn đi. Trời ơi. Phú ông đây phải không? Phú ông ngồi xuống. Có tách trà đâu á. Có ly nước được không Phú ông? Phú ông hút thuốc luôn kìa. Hút thuốc luôn. Chết rồi, để cái bóp để trong nó hết rồi ta. Vô giọng lấy đi. Để dọn cho anh này. Vậy nè. Không được. Được. Cắt cái bụng. Cắt cái bụng. Thầy đeo cái kiến đen nãy mà giống thầy bói. Giống thầy bói luôn á. Đợi con chạy. Để tôi thử sức cho bạn Huynh nghe. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chụp hình coi. Chụp hình lớn. Này có ai chụp này chưa? Đúng rồi. Chụp rồi không? Lên chưa có ai chụp, ngồi đi, ngồi xuống đi. Ông đồ đi, ai là ông đồ kìa. Ông đồ. Đúng ông đồ luôn. Đúng ông đồ là đeo kiếm luôn, đúng đúng ông đồ luôn á. Ghê không? Để đi dép đi ghê không? Ông đồ nhịn chứ, chứ ai nhịn. Nhịn đó luôn. Đây cái chiếc lòng mình ghê rẻ rồi. Đủ. Đủ, gan thầy cũng chạy. Chôm đồ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đẩy luôn, đẩy cái nút luôn. Đúng rồi, luôn. Quân tử với gì không đi chung đường hả? Bởi em. Quân tử, quân tử tiểu nhân. Chưa? Bạn áo này đây, mẹ. Tấn công vô trong nè. Ngồi xuống đây ông thay đồ. Đồ này ông vô. Ông này ông múc đồ rồi. Cờ nó chắc chơi. Dán rồi. Rồi xuống đồ rồi. Nghe nó mà tao gãy dê gãy dán rồi. Mấy guốc, mang guốc. Còn ở đây nữa hả? Mà mấy sừng tới đâu rồi trời. Mấy sừng ở đây điểm chứ. Có đèn trong đây. Có đèn. Vô trong này đưa bác. Trong chụp hình đẹp này đưa bác. Ủa hả chợ. Đó là độc quyền cầm. Tiên ma cầm. Rồi đi qua đây đi anh em mình giặt ngoài 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 dưới đi vô trong. Thấy ướt áo chịu xin lưng rồi đó. Nguyên cái tấm dán luôn mà. Ủa chợ đó. Đành phéo đây, thằng nghĩa vô đây chụp hình giống như là ăn mọi thằng ngậm giống. Trời đất ơi. Ra thằng ngồi trống à. Ờ. Tụi béo dưới này làm đạo ơi. Đây đây. Bốn thằng luôn. Bên đây mấy thằng. Ba thằng chứ bốn thằng. Bốn thằng nào đây nằm ngủ rồi. Vậy bốn thằng kèm thằng bên lát mày nhìn như đó. Hai bốn mày bên đây nè, kia theo cái lộn. Phải có bàn cờ đây ha. Càng kia là con trời đạm đạo hai thằng ngắm cá được rồi. Trời bốn đằng bốn màu ha. Nhìn thế nè. Úc đồ úc châm đồ. Hai ba cờ. Bao cờ luôn. Kìa quay công ra men kìa. Ông cảnh nó vô lắc mày, tụi mày thay đồ sao ổng rồi, vô chụp bấy không. Nó quẩy lên. Ừ đúng rồi. Ờ rồi rồi. Là thằng này không biết mấy người đi kinh thành thi rồi. Đi từ đầu gãy tới đó. Chứ ông Phú à. À tôi báo lại cái mai dập mà thấy tôi báo tao mới sợ. Mày lại cái mai dập tôi báo. Tôi báo lại cái mai dập thử rồi. Kìa, mày quá. Đối với bạn tôi béo đang ở đâu? Sân ngoài sân sân đa về cho nhưng mà ủa cái này chụp này thật chèo hay treo để mấy con lịch đó im luôn trời luôn để mặt xuống đừng nhìn quá à. À, khom xuống đặng cho tao thấy cái cổ
tí cho ngồi cái màu xanh kìa tí. Thấy không? Tiếp đi đâu bỏ chào nó không trời. Tiếp đi. Hôm nay tôi muốn tiếp đi với tôi đi ăn đám cưới nghe không? Dạ. Đã nè, câu vô. Đi bữa nay ăn sạch đám cưới. Lần heo mình sang lên coi trời. Giờ lần hoàng thượng quý phi thì sang lên coi. Ngọc ngà cho bác nữa nè. Quá mệt cho mình nè. Chụp hình kia thôi chứ. Đi nha. Vô đây Nam, vô nhà đây Nam. Thấy cái này không? Nhà thiêu anh mày ngủ vô trong đây xem. Mày cho nút luôn. Không nha, mấy anh em tôi là út đồ, còn tôi là chậm đầu. Tao chậm đầu. Đây là chuẩn bị chén kiến gãy và cô dâu đang lựa chọn trong bốn thằng. Thằng nào mà bước qua sát được tao á, mỏ giò lắm. Còn tao thằng nào bước sát thì béo mỏ giò lắm đây, mỏ giò lắm á. Đó, thèn coi, thèn coi. Nhân ba bao nhiêu muỗng thèm đây nghe được cái tiếng đờn này nó chút hết. Nó rồi kìa. Bốn thằng dưới cỡ. Tao ghé sẽ đứng gần đây, ghé sẽ đứng đây. Chào chứ đi chào. Rồi ngã quay mặt vô trong. Tự nhiên đi sâu quần lên làm gì chờ luôn mặt trong làm gì. Cái ông chậm đồ này. Nhìn xuống tay chân kìa, ghé. Ừ.
cát. Còn đâu nữa mà. Cái này mà còn chung. Tèn 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 tèn. Được chưa? Wow. Ờ cảnh đây à. Tao. Sao cứ lại rồi, cứ lại rồi. À vậy đó, để vậy đó. Cần mệt quá à. Mà đây đầu yếu được mà. Đây được mà được không? Không được. Không được. Không được. Trời ơi, ý kiến của con chó. Kiến của con chó mà tôi đeo anh em thì có sạc. Nhập vào đây luôn nè, không phải chứ. Bạn đây nhẹ thôi, mặc ở đây coi. Ờ đúng rồi vậy đó. Rồi nhìn vô cái chữ đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thiếp đi đâu rồi? Thiếp chụp hình rồi. Lại đây với cái. Từ từ không? Từ từ ba. Chụp bố mình là bố mình. Vẫn còn làm dáng nha, còn chụp đây. Còn làm dáng. Quá wow, chùa bỏ tướng đâu thị nở luôn. Bốn cái nhà. Bốn người ở Úc ơi nữa. Úc ơi. Úc ơi, sợ quá Úc ơi. Vậy bạn bạn để thay đồ tiếp các bạn. Nó đâu chơi rồi. Vâng. Thánh thần cũng ra chợ. Có nhiều lắm tiền hết cho tôi. Làm bán cáo rồi. Là thôi giả luôn kìa. Nằm nó gõ quá. Điển điển gì. Đây bây giờ thằng nằm xuống cho hai chặt đầu chụp hình. Ê còn kia okay, bây giờ. Ê bây giờ nè. Đổi cánh. Đổi cánh. Đổi cánh. Thay đổi cánh. Thay đổi cánh. Vô đây này tôi béo. Ok. Lại vô công cái gì nội. Tay cái tay đâu rồi, cái tay cái nằm cầm gì vậy, tay này cầm gì vậy? Để niệm Phật luôn coi, đưa tay lên. À ơi. Đúng rồi. Đi ra thằng núi vậy. Trước 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 trước. Trước trước. Ê hai thằng thằng chỉ với bộ đưa kiếm sát sát vô cái đầu đi. Ừ đúng rồi, đúng ai vậy đó. Chứ nãy anh mình thì mình định chụp cho nó hai cái thằng thằng đúng không? Thấy trong béo là nó còn cái má đẹp quý trời. Nhìn 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 ờ đứa đứng nhìn tao nhìn ghẻ không nhìn không. Ok đẹp quá. Còn ông cảnh đâu rồi? Cảnh kìa. Đâu rồi? Ở tay mà cái bụng quá chạy. Ai thấy cái bụng nó mã lên. Ê thằng nào lấy cái khu này đi. Này là ngu gì? Ngu mũi hay là ngu mai dương? Cái này là ngu ngu mai đầu. Ngu ngục. Hai mày hái sừng giống như cấm sừng các bạn ơi. Ôi ôi thấy gừng. Sừng. Em vô đó ngồi đi sừng. Ờ em vô đó ngồi đi. Đúng rồi, một tay cầm quạt, một tay cầm vô cái cánh của cái là đó nè. Đúng rồi. Kéo nó xích vô. Ok, ok, đúng rồi, rồi em cầm cái lá nha. Rồi, chính xác rồi. Quá đẹp em ơi. Tắm nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Mấy tôi chụp bấy nhảy chân rồi đó. Rồi, đâu rồi, anh cảnh ngồi đó. Ngu Dương kiếm chỗ nào mà phải nó giữ giữ chút đừng dưới đó nổi như trời. Ngu Dương như trời chứ. Mở kém nè, cho anh mở kém à. Cá của em rồi. Cái kém đi. Không, không có ngầu, cái kém nó còn không ngầu đâu. Chua anh câu cá. Tôi chụp kiểu bà lông mã mà bị ngáo á. Kém là nghe cầm kém là nghe. Nhìn vô sách đi anh. Nhìn vô sách. Đẹp á. Ôi ôi. Ôi.
nhức nách. Biết. Nhảy mượn sần không, cho mượn sần nè. Dạ. Đâu, sần này đâu được. Sần này nặng quá. Cái này do không có được. Đây, bí kíp đây. Bí kíp hãy về học đi. Thế nào có ai chụp cầu, chụp cổ trang càng cổ không? Có. Chấm tay sau lưng vậy nè. Xuống. Chút cho sang rồi. Được cái. Tèo thổi cái cây, thổi nhảy rồi. Giờ cũng hỏng luôn ơi. Cầm á. Khỏi cái găng tiêu nha. Đúng rồi vậy đó. Thì sao khỏi găng tiêu gì. Đợi nón hay quế vậy đó. Đẹp mà. Quế là quê. Rồi 5 thằng 6 thằng đứng nữa thôi. Giờ Sơn đứng giữa đi Sơn. Nghe đứng giữa đi Sơn. Nghe. Nghe vô đây. Ừ. Đứng giữa. Rồi Minh đây Minh. Ừ Minh không, tôi béo. Rồi ok đó. Rồi. Rồi. Không. À, tí em qua đây đứng cái anh cảnh kìa. Đúng luôn rồi đó. Ok, chính xác. Chụp nha, chụp nha. Ờ đúng rồi quá đẹp anh em ơi. Cung hỷ, cung hỷ. Nữa tắm nữa nha. Rồi, đẹp rồi. Anh ơi, ở đây có nắng nè, chụp em tắm đây nắng nè. Thì được. Mình cái nữ chắc đâu. Chụp bụi che kìa, có bụi che đó kìa. Rượu nữ với hồng quét một cái bóp xả không? Có bụi che đó. Kệ mua vô, đứng trên cái cây bụt đó đi mua vô. Mua vô là nào vậy? Ông á. Ông hai cắm sừng, cắm hai cắm sừng. Đứng đâu vậy? Đứng lên đó luôn. À, đúng rồi đó. Mình tu phải đứng trên đó mình tu. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác anh ơi. Trời ơi, ngô dương lúa bụng và bái bụng. Không vô. Ngô dương này sao những ngày xa đỏ. Ngô dương nhậu quá nhậu rồi. Dịch bệnh khó khăn quá, ăn uống không được. Ngày ngu mà vô này bị gan nhiễm mỡ rồi. Không có. Bị mỡ trong máu. Rồi anh cầm cuốn tập lên. Banh ga. Banh ga, cái tay tách xuống đất một tay. Ra bên đây nè, đúng rồi. Ok. Banh ga, đừng móc, hít hết cái bụng vô. Tách xuống đất chứ móc đất à. Tập dữ rồi. Con này chịu à. Thôi, nó. Thế là nói tập, còn thôi về thấy mẹ mình. À, lên với cảnh chụp thử không hợp không? Ai cầm lên với cảnh chụp thử không? Hay mà sao kêu tao mặc đồ này vô tao thấy tao ngưỡng quá, tưởng đâu. Tưởng đâu tiếng nhà mà con cá nhà quá, dưới nào là thiên phòng nguyên xói mày. Đúng là bộ bóng này kém kìa. Bộ có em chân vắt. Tát vô coi. Tát cái lũ này nè. Dạ đứng ở đây. Đúng rồi, chính xác rồi đó, rồi ok. Có em. Hai thằng nhìn cuốn sách luôn kìa. Đọc ké, ơi cặp bi bài. Ngô Mai Dương dạy cho con ngục. Ngô Mai Dương dạy cho con ngục bài coi. Ông đã ý tợ Ngô Mai Dương. Sao những ngày xa đọ về dạy lỡ đéo hiểu gì. 1 bằng 1 bằng 2. 4 với 4 là rồi đẹp luôn. Ai không lên chụp hình thì chụp nha. Có khi có chờ con cái làm người tập nhà ra hoài. Chứ tôi mặc cái này hồi tôi dướng lên bà hỏng tôi. Cái này cũng có gì. Gan ông đòi chơi thiền. Đã có thiền á ngồi lên. Em cần câu nữa. Đây có lát có ai chụp hình á, để cái tay vậy nè. Vô cái áo. Cái áo không? Vậy à. Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy cuốn sách ra kìa. Sát cái tay vô xíu em. Ok. Đúng rồi. Sốt sách em ơi. Cái này là gì nè? Cái gì à? Ta biết. Cái gì mà chương chi á? Ờ chương chi á. Đúng rồi, chính xác. Điện chiêu. Chương chi á, chương chi bị chá chá. Dưới tay này sao? Ai thằng cái đi rồi tao nghĩ sao? Sát tay luôn em vô nghe tụi bé ờ vậy. Ôi, cái tay dạ anh ta cừ chứ người ta gì nè. Trời ơi. Trên mế. Bị liệt cái gì? Nè, có cái ống hút nè. Rồi. Đừng cười Sơn, ờ là như đó. Rồi hạ cái cây xuống xíu, hạ cái tay cái cây quạt xuống. Xuống thấy Quỳnh, hãy chụp nón nha. Nhìn vô sách luôn. Để à, đang làm gì đó. Cầm cho mấy kiếm lên cảnh. Không. Đụng, cái kiếm nặng dữ mày. Kiếm nặng lắm. Không dám giả bộ đi thôi, đâu có phần đi thiệt đâu. Giả bộ bước thôi ha. Ờ, giả bộ bước thôi. Giả bộ thôi nha, chứ đừng bước nha. Chúng ta à. Đúng rồi, nắm tay đi. Nắm tay em đi qua màn mưa. Ê, rớt sần.
đúng rồi thì gì đó. Hai để trước cho anh đi từ thôi. Sát sát hai phần từ từ đi sát sát vô, hai đứa sát sát vô. Em Sưng, Sưng em nhìn qua đây, nhẹ nhìn Sưng đi. Đúng rồi. Không, ý là em vô bước một giờ thôi. Rồi, hai đứa rồi đúng rồi. Đúng rồi vậy đó. Nghe em nghe, đẹp rồi đó. Đi nghe đi em nha, anh lấy cái tay anh Sưng. Thay đổi rồi cái tiếng ngữ. Nãy có mấy anh chị ở ở cầu số 5 có tặng cái này nè bạn. Đẹp. Wow, cái nón Gucci luôn kìa. Có anh hai anh chị kia dễ thương tặng cho mình. Cái kia đâu ta? Wow. Gucci, Gucci. Chính chị anh chị biết thiết biết thích Gucci. Đây nè. Mang vô. Loi xì. Nhớ đâu à? Đây nè. Đâu? Nhớ mày đâu? Hết pin luôn bạn. Mày lâu điên lần xả chết nó thoải mái trong hồn. À, mình không thoải mái mà nghe nhạc mình thoải mái liền. Nghe nhạc chút bao nhiêu thì hết. Ủa còn chiếc nữa mày? Để cặp không? Hay là gớt chồng á, con gớt chồng nha. Chiếc gì? Dớ. Chiếc dớ hả? Anh thằng ngồi mày tôi mất dớ luôn. Mang dép này gọn nè. Khỏi dớ. Khỏi dớ. Khỏi dớ. Nãy tôi béo đeo kiến của con gì? Chó. Mới mua à? Ta tặng hai anh chị kia tặng cho nó rồi đó. Đâu? Cái nào tặng đâu? Ngoài. À, cái anh chị xin mình đúng không? Ủa, nãy lấy giờ vậy? Lấy gì? Lấy giờ, thấy hai đứa chớ không? Không biết đâu. Đứa chớ nãy ngồi nghỉ đây. Nghỉ ở trên bàn mà. Ở trên bàn á. Gì có giải luôn mà. Tiền chiếc nữa. Bây giờ mình sẽ... Đi đâu nữa anh em? Đi đâu nào? Ngủ. Rồi chạy luôn. Tiếng nhớ luôn trời. Coi có lại chóng không? Tí rồi, một tí lấy ra rồi, không thấy. Tụi mình sẽ đi về các bạn ơi. Vậy nè, trời ơi. Đi về dọc đường cái em có đau bụng thì ghé vô quán ăn xong đi. Chạy về tiếp. Mà bữa nay mấy bạn thấy tôi làm phú ông gì được chưa? Ồ quên á. Vậy cái nãy hai anh chị trả tiền cho mình luôn bạn. Trả tiền gì? Trả tiền mặc đồ nè, mình uống nước đã. Vậy bao sao? Bao hết luôn à. Lát lại cảm ơn anh chị một tiếng. Tặng cho cái nóng tiền. Dạ. Rồi cảm ơn chị anh Tiến. Ủa nghĩa là kiếm gì vậy? Kiếm mày giớ. Mày giớ hỏi. Thôi thoải mái giớ luôn đi. Mày vậy đó mang giớ vậy em. Thoải mái giớ luôn đi. Khỏi giớ. Rồi ai xong đi ra đi. Đây nè, đi ngoài uống nước nè. Đây. Giọt. Giọt. Bao nước cho mình luôn rồi. Anh em ngồi nghỉ ngơi đi rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị à. Cảm ơn chị. Chị cái nhà thì mình chuẩn bị về nên mà thầy mà ở lại dùng bún với thầy thì không phụ lòng thầy ở lại bún với thầy. À, ăn bún chay. Mấy tô? Dạ 7 tô. Tư béo. Béo mang ghép chép một tí luôn. Hiểu gì chưa mọi người? Hiểu gì chưa? Hiểu mọi người? Chắc luôn. Đâu rồi? Đây nè. Không, bạn tí tôi cũng có duyên lắm. Vì nào đưa tôi leo lên xe tôi dầm đó. Rồi tôi bước xuống không biết bước sao. Tư béo ơi, mang sao mà tới mẹ nổi như vậy. Chọc nó đi. Chỗ ngồi đi trời. Bị ăn uống chay. Chị thường có mấy cô ở Bình Dương lên gặp mình cũng mừng. Nói chung là
mình cũng được lòng từ cô bà cô chú cô bác anh chị, từ lớn đến nhỏ cũng được lòng, thì mình rất là vui thôi. Mình bây giờ mình chỉ cần như vậy thôi, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Okay. Trọng ít thôi. Cảm ơn người đẹp nha. Ôi đẹp quá à. Em quên cái gì vậy? Bún không có đẹp đâu. Bún ngon không? Nhưng mà bạn này đẹp. Bạn này dễ thương. Mời các bạn bún chai nha. Mời bạn ăn bún tay nha. Bún bún gì đâu mày. À dạ. Con mũi tí. Ngon quá à. Dạ em cảm ơn thầy. Ăn trước đây. Ăn trước đây mối bả mày. Nào mình ăn trước đi mình. Mình. Trời trời. Nó tập theo tao đấy. Cảm ơn em. Cơ. Hồng bờ cái mỏ nó giật vậy. Nè muỗng nè mấy đứa lộn. Tôi làm cho dính son rồi cái là, anh em... ăn mấy anh khỏi sợ. Nó phải ăn bún chay nha. Hôm nay được đi ăn bún miễn phí rồi. Nè. Cho nó ăn bún mình sẽ chết. Mùi. Bi. Nuốt cái ly. Gái. Đây. Ô cun. Con này dùng cho hỏng. Cun. Spy spot. Phía cho miếng nước tí. Xin mời cô chú anh chị giống bài các bạn nha. Nói. Cảm ơn thầy nha thầy. Gia đình mình. Cảm ơn. Ai ai nặng chanh như vậy nè. Đúng rồi. Người ta nặng chanh như đó cho ai muốn. Ai biết đâu. Gặp khỏi chấm thì mới chấm là hủ. Nè. Đó. Đúng rồi đó Phạm. Mình nhìn thấy muốn thấy thèm quá. Mình đọc bên kia cũng gọi lên nó mới thấy thèm. Không con mình là không biết vụ này luôn. Tao cái tay. Mình hay ăn bún chực. Ừ. Em xin lỗi. Đưa cái đó đi. À đây mình chặt mời cái bên nè. Cái ngoài mời gia đình mình nha. Ngon không xương, ngon không? Ngon anh. Ngon hả? Ừ, ngon ăn cho hết luôn nha, nạp cho hết luôn. Mày gì mày nạp mày, tao xúc. Anh nói cái giọng gì vậy? Tao xúc. Giờ đầu cô nhớ ai nhắc mặt con không? Mẹ à, mẹ sưng. Chạy gần chết. Cô ở gần biển không? Không, cô ở Dĩ An, Bình Dương. Gần nước Chợ Thái. Gần nước Chợ Thái. Nước Chợ Thái, Dĩ An á. Như là cách đây khoảng 6 năm trước con đi làm một tới giờ không đi Bình Dương luôn. Mai mốt con tăng lên Bình Dương á, là cái điện số điện thoại của cô đi rồi. Cũng lẹ đấy. Hẹn chỗ cô ra cô đó, cô dạ. Nhà chơi một bữa. Dạ. Nha. Dạ. Để con có gạt con. Chờ lỡ miếng để gót đây nè. Có đi á. Ở ra đó rồi điện cho con. Con có nhớ con cô điện số nãy con cho đó. Ừ. Nhưng mà nhớ không có bỏ thôi nha. Dạ. Bỏ nữa là không có điện được đó. Dạ. Tại vì nhỏ nó nách nướng là bà phải bỏ thôi. Thôi để muốn. Gì để muốn. Bà mẹ nó thằng nào ta để tao nhớ cái thằng nào. Giữ sức khỏe nha con. Thằng này với cái thằng hình như thằng đĩ nữa này. Cái hai cái tấm đó. Dạ hai tấm rồi xong dán cục điện. Dán cục điện. Tại sao cái tới cuối cùng cái thằng này là bị trên đó lại. đi gì. Con nghĩ là cô coi chắc là nhiều lắm luôn. Nhiều lắm. Đó nhìn cô nói nhớ là con biết là cô coi nhiều. Nhiều lắm. Dạ khi con nghe con làm xong con quên luôn, cô nhắc là con nhớ. Cô nhắc con mới nhớ được. Thế là mà chửi. Cái cảnh mà ông già đang sửa máy quạt rồi lại cắm điện trong thì điện gì. Cái cũng nhắc anh. Tức liền. Trời mày chưa thấy cái màn nước đi. Trời không ly luôn. Hả không ly à. Không đổi rồi đi. Ở sao ạ? Đang sửa máy quạt lại cắm điện trong trong mát không nhắc anh gì. Quay tự quay tự béo. Dạ. Giờ nhắc lại vậy là nhớ phải không? Trời ơi. Trời ơi. Tại nãy nha, mấy đứa trên nó lên để nó làm cho nên anh Giang lên á. Dạ. Hỏi chứ nào biết nhà Nguyễn Hải bữa nào á qua Tết thì rảnh rỗi chạy về á. Dạ. Đi với tao đi với chai bữa nè. Tao khoái gì á, tao đi ruộng cái tao không làm gì đó. Đúng rồi. Không biết nhà cô có thấy leo dừa không? Phải dừa. Không, leo dừa không dám leo đâu. Trong cái kế bên nhưng mà. Cho nãy leo mình nó dím núng. Vừa dứa đàng hoàng. Dạ, nhớ chai đừng làm nguyên tấm cám nha. Dạ, dạ vậy thôi. Đừng dám đánh tấm cám nha. Bị rồi. Rồi sao bữa tối ngủ nước nhà cho con vui không? Nhà ngủ chung là cũng cực khổ chút. Bữa chết cũng nêu ghêu. Mưa gió. Giờ bây giờ cho tới còn dứa nha. Mỗi giờ chơi ác ghê vậy chơi nhớ nhỏ tới nước nhà. Mấy bây giờ tới mấy con lại. Rồi, thì con như đời mà con. Cá ăn kiến, kiến phải ăn cá chứ không lẽ à. Ừ, vậy không sao được à, đúng dạ, không dạ, phải có dính đứa hay đứa vậy nó mới vui á đúng không chạy nhớ nha sức khỏe hơn con rồi cảm ơn con nếu em không chạy dám làm những cái đồ hay hay vậy đó thôi dạ. Không có ngày nào rồi tôi làm ngày nào cô cũng đây vậy đi vậy là về hả coi tiếp mấy tập luôn làm gì dạ.
Vậy là phải coi có bù á, đưa lên dạ. Cho mấy đứa nhỏ nhà nó thấy. Mình đã ăn xong nhưng người mình sẽ dọn dẹp chỗ này cho thầy mất công để thầy dẹp không có được. Mình phải tạt nước bỏ đi, đặt một góc rồi thôi. Em vô luôn. Thầy giải quyết nỗi buồn nha bạn. Cảm ơn cô ơi. Dạ dạ. Cô dễ thương quá. Dạ. Cái béo. Cái béo đi kiếm mà tụi bay. Thấy đồ à. Mình ghé đây uống nước xong mới về nha bạn. Đuối lắm mà khát nước. Ăn bún xong lại quên uống nước luôn. Đủ. Sẩm nổ đây rồi, sẩm nổ đây rồi. Anh bị té háng, anh bị đau đùi. Nhất cái đùi cũng chết luôn. Tại nãy chạy thẳng không? Nãy uống gặp. Kêu nghe. Ông nhá tôi nguyên dạng á. Xin đây là cho ông lớn vô kìa. Rồi lớn thử bây giờ. Anh lên nha. Con có gì vậy? Thôi mà. Mà mũ con mẫu không? Mẫu mà. Ừ. Đeo chân. Đeo chân. Tụi em có con gỗ rồi. Tụi em có con gỗ. Anh chơi anh đi. Mua 53 không có số nào 53 tới giờ ấy. Tính tiền cho em. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video từ đây. Sau một ngày dài mình đi xả chết thì nói chung là cũng thong thả, nói chung là cũng mệt rồi, về ngủ ngơi cái lộn người ngủ ngơi ngủ giấc thế dễ thì hổng à. Anh em về ha. Bây giờ sẽ kết thúc video từ đây. Các bạn thấy hay thì subscribe cho kênh nha. Bye bye mọi người.